Xin chào mọi người, mình đang về một chiếc điện thoại, đó là Samsung Galaxy Mini 5570 nha. Nó sẽ có 3 màu sắc, các bạn có thể xem được video trên YouTube. Đây các bạn, nếu mà bạn nào mà yêu thích bóng đá thì hôm qua là một ngày rất là vui của Việt Nam. Đó, các bạn có thể xem được video trên YouTube nhá. Cái này thì máy này nó bán, giá bán của nó khoảng 300, hơn 300 nghìn một chút thôi. Thì nếu bạn nào muốn xem những cái video thì mình cứ vào Google là xem được thôi nhá. Xem vào Google, rồi tìm cái trình duyệt là YouTube. Chứ còn mấy cái trình duyệt cũ của những năm 2011 thì nó không còn sử dụng được. Như kiểu YouTube trong này là không sử dụng được nữa này. Cái bản đồ thì vẫn dùng được nha. Máy tính cái thứ, nếu phần máy ảnh nữa này. Phần máy ảnh ở đây thì camera của nó thì hiện tại bây giờ thì nó vẫn chụp được bình thường. Nhưng mà đếm so với độ nét cái thứ thì nó không còn nét lắm. So với những cái dòng mà bây giờ thành bao nhiêu megapixel rồi, 12 megapixel rồi, bây giờ chỉ có 5 megapixel thì nó chụp nó cũng không được đẹp lắm. Mình phải chụp bằng cái hình ảnh những cái phần mềm như kiểu ứng dụng như kiểu B12 cái thứ ấy, thì nó mới đẹp. Phần nghe nhạc thì ở đây thì mình sẽ gắn được cái thẻ nhớ. Bạn nào muốn gắn thẻ nhớ thì nghe nhạc thì mình gắn vô. Nghe cũng tương đối tốt nha, nghe hay. Có 3 màu mọi người. Màu xám, màu đen và màu trắng, 3 màu. Bộ nhớ trong của này là 160MB và RAM của nó là rất là khiêm tốn, là 384MB. Ở đây thì cái này nó máy của nó thì dùng những chức năng cơ bản như kiểu là chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim thì cũng đơn giản thôi, thì vẫn dùng bình thường. Chỉ có điều là ứng dụng của nó là không dùng được những cái ứng dụng cao cấp như bây giờ, như kiểu là xem ứng dụng nó quá là nặng thôi thì không có dùng được nha. Còn mấy cái ứng dụng ngày xưa thì nó vẫn thông dùng, vẫn cứ dùng bình thường, đọc báo thứ này, xem video trên YouTube thì vẫn xem bình thường. Ở đây cái máy này nó hỗ trợ thể nhớ lên tới 32GB. Anh em nào mà muốn nghe nhạc hoặc là làm gì đó thì chúng ta gắn được, gắn vào nha. Ở đây này, nút tăng giảm âm lượng này. Đây là cái nút, cái khe cắm mở này. Khe mở nắp lưng. Đây là khe mở nắp lưng. Pin của cái máy này nó tương đối là tốt. Nó sạc khoảng tầm 2 ngày hoặc 3 ngày nha mọi người. Tại vì cái tính năng của nó không có nhiều á. Với lại cái... nên là nó sẽ tiết kiệm được điện. Dùng khoảng 2-3 ngày. Đây, rắc tai nghe của nó là 3.5 này. Khe đậy thẻ nhớ này, anh em nào mà mua hàng online thứ thì cũng nên kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhá. Còn nếu mà bạn nào mà không mua những trang mà không cho xem hàng thì chúng ta phải mua những nơi nào uy tín một chút. Nhiều khi là những cái nút này nó không còn đâu, hoặc là bẩn lắm, nói chung là nó không mở được luôn á. Hoặc là nó mở sẵn rồi nó mất luôn cái nút đó rồi, nên là anh em nào mà mua là phải chú ý. Chú ý những cái vấn đề là mình phải mua được cái nơi nào nó uy tín một chút. Bên mình bán và có bảo hành nha, mọi người thể truy cập tới website mình để mua hàng trực tiếp. Cái máy này sản xuất cái đây là 9 năm rồi, nên anh em là muốn mua là chúng ta phải lựa chọn cái đơn vị nào nó có uy tín một chút. Pin của nó, dung lượng của nó là 1200mAh nha. Anh em nào xài thì có thể liên hệ với bên mình để đặt mua hàng. Hiện tại bên mình đang có 3 màu này, chúng ta sẽ xem lại lần nữa nha. Ở đây là phiên bản màu trắng này, phiên bản màu trắng và phiên bản màu xám. Thứ ba là phiên bản màu đen, đây là phiên bản màu đen. Thì phiên bản màu xám hay màu đen thì các bạn đặt nó cũng giống nhau, đại khái nó là màu đen. Ở đây anh em nào mà muốn mua thì chúng ta truy cập tại website mình đang bán nha. Máy này nó vẫn xài wifi được bình thường này, có sử dụng được một sim, vẫn nghe gọi to rõ, dùng bản đồ này chúng ta vẫn dùng bình thường. Ngôn ngữ của nó là có tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Đó, chúng ta có thể cài đặt được, giả sử như mình đang ở sân bay này. Sân bay Tân Sơn Nhất này, đó các bạn sẽ nhìn thấy ngay đây là cái đường bay này, đó mình đang ở vị trí này. Mọi người truy cập website mình để đặt mua hàng cái sản phẩm này nhá. Xin chào và lại video tiếp theo, cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.